Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 9 năm 2023. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter xảy ra ở miền đông Trung Quốc hôm Chủ nhật, làm ít nhất 10 người bị thương và khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ. Cư dân Trung Quốc ở trong khu vực động đất đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy các thiết bị chiếu sáng rung lắc, mặt đất rung chuyển và người dân sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 33 phút sáng cách thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông 26 km về phía nam. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn thông tin từ chính quyền Sơn Đông cho hay, ít nhất 10 người bị thương và 74 ngôi nhà hoặc tòa nhà đã sụp đổ do trận động đất cùng 52 cơn dư chấn tiếp sau đó. Các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân cũng như Thượng Hải, cách tâm chấn khoảng 800 km, cũng có thể cảm nhận được trận động đất, AFP cho hay. Động đất ở Trung Quốc thường xảy ra nhưng hiếm khi xảy ra ở phía đông của đất nước. Khu vực này là nơi tập trung phần lớn dân cư và thành phố lớn của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một quan chức từ cơ quan địa chấn Sơn Đông nhận định khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn là rất nhỏ. Thưa quý vị, điều gì gây ra cú quay đầu đột ngột của bão Kanun tiến vào Nhật Bản một lần nữa? Cơn bão Kanun đang trên đường quay đầu gần 180 độ lại nhằm vào Okinawa, Nhật Bản, nơi nó vừa đi qua và gây thiệt hại nặng nề chỉ vài ngày trước. Cách chuyển hướng đột ngột của Kanun là khác với dự báo ban đầu, cũng được cho là rất khác thường. Điều này có thể được lý giải thế nào? Khi bão Kanun mới hình thành vào tuần trước, mô hình dự báo của châu Âu được coi là dự báo đáng tin cậy nhất thế giới cho rằng nó sẽ hướng vào Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Kanun đã đi qua Okinawa, Nhật Bản, gây hàng loạt thiệt hại cả về người và của ở đây. Thế rồi Kanun di chuyển chậm về hướng Tây với tốc độ chỉ khoảng 10 đến 15 km. Lúc này, nó vẫn có vẻ sẽ tiến vào Trung Quốc, nhưng một cách rất bất ngờ. Kanun quay đầu gần 180 độ lại hướng về Okinawa một lần nữa. Vậy tại sao bão Kanun đi ngoằn ngoèo như vậy? Theo ông Takashi Futamura, người đứng đầu trụ sở chính phủ khu vực Fukuoka của cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Kanun có đường đi khác thường là do hệ thống áp suất cao ở Thái Bình Dương và những cơn gió Tây ở vĩ độ trung bình. Thực tế, đường đi của cơn bão thường rất dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như gió ở các khu vực xung quanh và các kiểu áp suất. Trong trường hợp của bão Kanun, ban đầu nó tiến gần đến các khu vực quanh Okinawa. Vì nó bị gió mậu dịch ở các vùng nhiệt đới đẩy về phía Tây, rồi nó di chuyển chậm chạp vì đường đi của nó bị chặn lại bởi hệ thống áp suất cao Thái Bình Dương đang rất mạnh. Lúc này, gió Tây thường ảnh hưởng đến đường đi của các cơn bão, cũng đang thổi về cả phía Đông và Tây ở tít trên phương Bắc và chưa mạnh đến mức đẩy được bão Kanun sang phía Đông. Nhưng trong vài ngày vừa rồi, hệ thống áp suất cao Thái Bình Dương bỗng dần yếu đi và những cơn gió Tây lại đẩy bão Kanun ngoặt sang hướng Đông, quay lại khu vực Okinawa, Nhật Bản. Sau khi quay đầu gần 180 độ, bão Kanun được dự báo sẽ đi thẳng trong khoảng 2 ngày rồi rẽ gần 90 độ lên hướng Bắc. Nếu như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành nữa ở Nhật, kể cả những khu vực cách xa tâm bão. Vì vậy, cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân ở cả phía Đông và phía Tây của đất nước liên tục theo dõi tin bão để có cách thức phòng chống phù hợp. Thưa quý vị, lũ lụt và thảm họa địa chất do bão số 3 gây ra đã ảnh hưởng hơn 7,03 triệu người với 142 người chết hoặc mất tích. Hơn 2.300 ngôi nhà bị sập và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,78 tỷ nhân dân tệ. Tình hình lũ lụt ở phía Bắc Trung Quốc diễn biến hết sức nghiêm trọng. Tại tỉnh Cát Lâm, khoảng trưa thứ Bảy, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của 4 quan chức thành phố Thư Lan, Phó Chủ tịch thành phố Thư Lan và 3 thành viên trong nhóm của ông bị lũ cuốn trôi trên đường đi đánh giá thiên tai hôm thứ Sáu, theo Tân Hoa Xã. Riêng trong tuần rồi, số người chết vì lũ ở Cát Lâm là 10. Cơ quan kiểm soát lũ Thư Lan, tất cả 9 hồ chứa trong thành phố đã vượt qua giới hạn lũ và đang duy trì mức xả hợp lý. Hôm thứ Bảy, ít nhất 10 người đã chết do lũ ở thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hồ Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150 km, 18 người còn mất tích. Hơn 600.000 trong số 11,5 triệu dân của Bảo Định đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Trước đó, Bắc Kinh đã ghi nhận khoảng 20 người đã chết. Lũ lụt là một phần hậu quả của siêu bão số 3 đổ bộ vào phía đông nam Trung Quốc vào cuối tuần trước. Bão số 3 gây lở đất và lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến phía đông nam sau khi đổ bộ vào đây.
trước khi tiến về phía Bắc tàn phá Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận, rồi gây ngập lụt các khu vực ở phía Đông Bắc. Bắc Kinh hứng lượng mưa kỷ lục là 744,8mm trong 140 năm, vẫn tiếp tục báo động đỏ, nguy cơ đối mặt với các rủi ro địa chất như sạt lở đất. Thành phố Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc lân cận hứng lượng mưa hơn 1.000mm trong tuần rồi, tương đương lượng mưa 2 năm trong khu vực. Sáng hôm Chủ nhật, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ban hành phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3. Sau đợt mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, khu tự trị Nội Mông ở phía Bắc Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết tàn dư của bão số 3 dự kiến sẽ kéo bão đến khu vực Trung và Đông của Cát Lâm và Đông Nam của Hắc Long Giang. Theo thống kê của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm thứ Sáu, lũ lụt và thảm họa địa chất do bão số 3 gây ra đã ảnh hưởng hơn 7,03 triệu người, với 142 người chết hoặc mất tích, hơn 2.300 ngôi nhà bị sập và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,78 tỷ nhân dân tệ. Thống kê chính thức cho thấy trong tháng 7, thiên tai bao gồm lũ lụt, bão và thiên tai địa chất đã ảnh hưởng đến hơn 16 triệu dân, với 147 người chết hoặc mất tích, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 41,18 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,74 tỷ đô la Mỹ. Hôm Chủ nhật, chính quyền Trung ương duyệt thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các khu vực bị lũ lụt gần Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, Thiên Tân và Đông Bắc. Cho đến nay, chính phủ Trung ương Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt, theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp. Chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời cư dân, khảo sát các mối nguy hiểm liên quan đến lũ lụt và khôi phục nhà cửa bị hư hại. Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục lại cuộc sống bình thường của người dân địa phương. Đất nông nghiệp bị mưa và lũ lụt phá hủy đang được nạo vét. Các loại cây công nghiệp đang được trồng càng nhanh càng tốt để giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Thưa quý vị, cơn mưa lớn đã biến con đường mòn xuống núi trở thành thác lũ chảy xiết và khiến hàng trăm người phải sống trong cảnh lo sợ. Sáng thứ Năm tuần trước, siêu bão số 3 đã tràn vào miền Đông Nam Trung Quốc, kèm theo gió và mưa lớn tới các khu vực ven biển sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc và miền Bắc Philippines. Sau đó, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn kỷ lục do bão số 3 gây ra. Mưa lớn khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều hoạt động phải hủy bỏ. Các danh lam thắng cảnh trên khắp quốc gia này phải tạm đóng cửa. Theo trang China Daily, những cơn mưa lớn cũng gây ảnh hưởng tới lễ hội cắm trại trên núi Vũ Công thuộc tỉnh Giang Tây. Chúng đã khiến cho hàng trăm du khách đổ về đây bị kẹt trên đỉnh núi. Từ những thống kê của Cục Khí tượng Thủy văn, lượng mưa ở nhiều khu vực tại địa phương này lên tới hơn 50mm. Nước mưa xối xả như thác lũ tràn xuống các con đường mòn khiến du khách không thể sơ tán. Giám đốc của khu danh lam thắng cảnh núi Vũ Công đã khuyến cáo các du khách không nên tự ý lên núi vào thời điểm này. Những du khách bị mắc kẹt trên núi Vũ Công cho biết họ lên núi để dự lễ hội cắm trại. Sau khi có mặt nửa tiếng tại địa điểm tập kết, ban tổ chức mới thông báo về việc tạm hoãn lễ hội do thời tiết. Tuy nhiên, sau đó, trời đổ mưa rất to, hàng trăm du khách đã bị kẹt qua đêm trên đỉnh núi. 6 giờ sáng ngày hôm sau, họ di chuyển xuống chân núi bất chấp mưa xối xả. Lúc này, việc di chuyển vô cùng khó khăn vì quá nhiều người đã hoảng sợ mà chen lấn, không tuân thủ xếp hàng. Ban tổ chức buộc phải đứng ra sắp xếp thì mọi việc mới ổn định. Đoàn người xuống núi khi nước mưa đang chảy như thác lũ. Nhiều du khách vì sợ đường trơn đã mang theo gậy trống. Trên đường xuống núi, đoàn du khách đã nhận được hỗ trợ từ hai điểm tạm dừng. Một khu vực phát áo mưa miễn phí và một quán lẩu đã tặng cho du khách những xiên que để ăn tạm cho qua cơn đói. Vì mưa quá to, một du khách trong đoàn đã bị lạc đường. Rất may người này đã gặp được nhân viên của khu danh thắng và được chỉ dẫn xuống đến nơi an toàn. Toàn bộ hành trình xuống núi trong lúc mưa chảy như thác lũ dài tới 3,5 tiếng. Nó dài hơn rất nhiều so với dự kiến. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc của đoàn du khách đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Được biết, lễ hội cắm trại trên núi Vũ Công là hoạt động được tổ chức thường niên. Đây là một lễ hội trải nghiệm văn hóa âm nhạc trên đồng cỏ rộng tới 4 hecta trên đỉnh núi. Đến nay, lễ hội này đã bước sang năm thứ 16. Mỗi lần tổ chức, nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, núi Vũ Công là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và ấn tượng. Ngọn núi này nổi tiếng với vẻ đẹp như chốn bồng lai của những đám mây trắng bồng bềnh ôm ấp non cao, đồng cỏ mênh mông và thác nước hùng vĩ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!